Xin chào quý vị khán giả của chương trình Giai điệu phim Việt. Nếu những ai đã theo dõi bộ phim Chữ Tây Danh Vọng được phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh truyền hình SCTV14 thì chắc hẳn quý vị sẽ nhớ một cảnh trong một tập phim, đó là anh chàng Nguyên Khang đã thổi kèn saxophone cho cô nàng Phương Linh nghe một bản nhạc. Đó là giai điệu chủ đề của bộ phim, ca khúc Biết Đến Bao Giờ. Thật lãng mạn phải không quý vị? Trong một đêm vắng lặng thì có một người đã tặng cho mình một bản nhạc da diết, ca khúc như một sự hoài niệm quá khứ để trả lời cho một câu hỏi về một tình yêu đã qua. Liệu họ có tìm được tình yêu của mình hay không? Liệu họ có tìm được lại được người xưa? Có tìm lại được chính mình? Chúng ta hãy cùng nghe trọn vẹn ca khúc này nhé, thay cho lời chào mà Chí Thiện muốn gửi đến quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối cùng tình yêu hôm qua chỉ còn ở nhớ nghe này, người yêu hôm qua đã xa tận cuối chân trời, niềm vui hôm qua chỉ còn là chút sương đầy phơi. Biết rằng tình yêu đâu ai biết đâu là bên bờ, người yêu thương nhau phải đâu còn mãi mong chờ, và ôm nỗi đau trong tim biết đến chắc em thôi chờ mong. Dẫu nhiều lần xuân ấm, tình yêu vẫn như giấc mơ mùa đông, cũng yêu yêu thương cũng thế thôi, chỉ mong tình ngủ yên. Rồi có những nỗi nhớ đêm từng đêm tìm về, cất như tiếng hát sao lòng nghe nạo nề, đợi chờ nhau biết chờ nhau biết.